Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng, nơi tổng hợp những tin tức nổi bật diễn ra trên thế giới được dư luận quan tâm. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video quay lại cảnh quân Ukraine lái xe bọc thép chở quân IPR-765 cố gắng thoát khỏi hỏa lực pháo hạng nặng của quân đội Nga. Đoạn video được quay ở Avdiivka, nơi các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine chỉ còn lại một con đường đất duy nhất để trốn thoát. Trong đoạn video, binh sĩ Ukraine đã ăn mừng khi họ thoát được khỏi thành phố. Xung quanh họ là các trang thiết bị của NATO bị phá hủy, bao gồm cả xe tăng. Theo tác giả của video, những chiếc Abram của Mỹ có thể đã xuất hiện ở Avdiivka. Được biết, các lực lượng Nga đã cắm hai lá cờ trên lãnh thổ Avdiivka, thắt chặt vòng vây xung quanh khu vực nhà máy than cốc. Giờ đây, các máy bay tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong một cái vạc vì các máy bay chiến đấu của Nga đã đột phá ra vùng ngoại ô của nhà máy luyện cốc và bố trí ở các vị trí mới. Các chiến binh cho hay, cờ Nga được treo ở đâu thì không được hạ xuống. Trích dẫn những lời của Nicholas, chúng tôi tôn vinh truyền thống vẻ vang của tổ tiên chúng ta và giải phóng quận Jasinovatsky của thành phố Avdiivka. Giờ đây, nhiệm vụ chính mà các lực lượng Nga phải thực hiện là đánh đuổi tàn quân của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine khỏi khu vực kiên cố của nhà máy than cốc. Bất chấp thực tế là một ngày trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Zelensky đã tuyên bố rút quân Ukraine khỏi khu vực đông dân cư, nhưng trong thành phố vẫn còn rất nhiều quân nhân sẵn sàng chiến đấu. Phần khó khăn nhất là nhà máy than cốc, được lực lượng vũ trang Ukraine củng cố từ năm 2014 và hiện vẫn là nơi trú ẩn bê tông vững chắc dưới lòng đất. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zelensky vừa đưa ra thông báo đã quyết định rút quân khỏi Avdiivka nhằm bảo vệ tính mạng của các quân nhân và chiếm lĩnh các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn. Nhóm lực lượng Tavria của Ukraine thông báo rằng họ đã rút khỏi Avdiivka. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác vì vẫn còn những ổ kháng cự trong thành phố. Ngoài ra, nhiều nhóm quân đội Ukraine đã mất liên lạc và chỉ huy, nên họ thậm chí có thể không biết về quyết định rút lui. Cuộc rút lui hỗn loạn của Ukraine thông qua cánh đồng về phía Lastokino. Tuy nhiên, các hướng tiếp cận Lastokino đã bị Nga giải mìn hàng loạt từ ngày 15 tháng 2. Điều này chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn cho bộ binh cũng như phương tiện cơ giới của đối phương. Khi màn đêm buông xuống, quân đội Nga mở cuộc tấn công vào nhà máy bê tông cốt thép ở trung tâm thành phố và tiếp tục phát triển. Nếu lực lượng Ukraine giữ vững nhà máy than hóa chất Avdiivka, Trung tướng Andrei Modichev, tư lệnh quân khu trung tâm, đồng thời là người chỉ huy chiến dịch của Nga, rất có thể sẽ quyết định bỏ qua việc tấn công trực tiếp vào khu vực phức tạp, vốn có thể gây thương vong lớn. Thay vào đó, lực lượng Moscow sẽ bao vây cho đến khi binh sĩ Kiev hết đạn dược, buộc phải đầu hàng. Trong một bài đăng trên Facebook ngày 17 tháng 2, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết, lực lượng Kiev rút khỏi Avdiivka để tránh bị bao vây. Việc rút quân được thực hiện sau nhiều tháng quân Ukraine tại Avdiivka bị Nga tấn công dữ dội. Động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trên chiến tuyến kể từ khi Nga kiểm soát được Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Avdiivka được coi là thành phố chiến lược, cửa ngõ vào Donetsk ở miền đông Ukraine. Hơn 2 tháng qua, Avdiivka trở thành mục tiêu tấn công ác liệt của Nga. Đây được xem là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm tiến sâu hơn vào thành trì của Ukraine ở miền đông. Cả Nga và Ukraine đều coi việc kiểm soát Avdiivka mang ý nghĩa tuyên truyền trong bối cảnh xung đột bế tắc. Tuy nhiên, Avdiivka cũng mang giá trị về mặt quân sự. Một trong những mục tiêu chính của Nga là kiểm soát hoàn toàn Donetsk và ngăn chặn Ukraine kiểm soát tỉnh này. Điều đó có nghĩa là Nga phải loại bỏ các nhóm kháng cự ở Avdiivka, đồng thời đào sâu và củng cố các tuyến hậu cần. Về phía Ukraine, từ Avdiivka, quân đội Kiev có thể đe dọa các tuyến đường sắt ở Donetsk, buộc Nga phải tìm những tuyến đường thay thế được cho là kém hiệu quả hơn để vận chuyển binh lính và trang thiết bị đi khắp miền đông Ukraine. Theo trang Sputnik, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cáo buộc EU đã đưa ra các khuyến nghị cho Ukraine về sự cần thiết của việc dùng vũ khí tầm xa để vươn tới trái tim của Nga. Cụ thể, phát biểu tại cuộc hội thảo về Ukraine tại Moscow, ông Lavrov cho biết, theo thông tin của chúng tôi, cơ quan hành động đối ngoại châu Âu đã đưa ra các khuyến nghị dành cho Ukraine dựa trên thực tế là Ukraine không thể thắng và sẽ thua với các phương pháp mà nước này đang sử dụng. Qua đó, ông Lavrov khẳng định, đó là lý do EU cần đặt cược vào việc chuyển giao nhiều vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine để có thể chạm đến trái tim của Nga, như cách EU mô tả. Qua đó, gieo rắc sự hoang mang, hoảng loạn và một lần nữa làm suy yếu niềm tin của người dân. Được biết, Ngoại trưởng Lavrov có phát biểu trên trong bối cảnh Ukraine gần đây tăng cường tập kích sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Hiện ngành xuất khẩu dầu mỏ và năng lượng là huyên mạch quan trọng của nền kinh tế Nga, chiếm khoảng 30% nguồn thu ngân sách nhà nước. Qua đó, Ukraine có thể gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho Nga nếu tập kích hai kho dầu lớn của Nga trên biển Baltic là Ust-Luga và Primorsk. Chính vì vậy, các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ thường được Ukraine thực hiện bằng UAV cỡ nhỏ và giá rẻ. Loại UAV này không thể mang nhiều thuốc nổ, nhưng có thể gây ra vụ nổ thứ cấp để phá hủy mục tiêu. Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov trong tháng này cho biết, Ukraine sẽ sản xuất hàng nghìn UAV tầm xa có khả năng tấn công sâu vào Nga trong năm nay. Và hiện đã có tới 10 công ty chế tạo UAV có thể vươn tới Moscow và Saint Petersburg. Quân đội Ukraine vừa sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử để bắn cháy hai hệ thống pháo tự hành 2S-19 MSTAS của Nga. Theo Defense Express, truyền thông Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ hai pháo tự hành 2S-19 MSTAS của Nga. Cuộc tập kích do lữ đoàn cơ giới độc lập số 14 thực hiện. Thời gian cụ thể không được tiết lộ. Cơ quan báo chí của lữ đoàn số 14 cho biết, đối với các thành viên của lữ đoàn, UAV cảm tử là một món quà tuyệt vời. Chúng tôi đã sử dụng nó để loại khỏi vòng chiến đấu hai hệ thống pháo tự hành của đối thủ. Trong đoạn video, một UAV cảm tử của Ukraine đã lao thẳng về phía hệ thống pháo 2S-19 đầu tiên, khiến phương tiện của Nga phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ở phần sau đoạn video, có thể thấy rõ một hệ thống 2S-19 của Nga cũng bị bắn cháy hoàn toàn. Vừa qua, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas McGregor tiết lộ trên kênh YouTube Justin's Freedom rằng Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sirutsky đã trở thành công cụ của cơ quan tình báo Anh MI6. Ông McGregor cũng khẳng định Sirutsky có mối quan hệ với CIA. Điều đó cho thấy Tổng thống Ukraine Zelensky đang mất đi những người trung thành nhất với ông. Theo một cố vấn Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra những mệnh lệnh tàn nhẫn và vô lý dẫn đến thương vong lớn cho quân đội ở tiền tuyến. Ngoài ra, truyền thông các nước phương Tây đã bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều sau khi ông Zelensky thay thế Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny bằng ông Sirutsky. Được biết, ông Sirutsky bị nhiều quân sĩ Ukraine đặt cho biệt danh là đồ tể vì gây tổn thất nặng nề trong các trận chiến lớn. Giữa lúc chiến tuyến ở Avdiivka sụp đổ theo từng mảng lớn trước sức tấn công mãnh liệt của quân đội Nga, thì lữ đoàn xung kích độc lập số 3 Ukraine, đơn vị tăng viện, đã từ chối tuân theo mệnh lệnh xông vào giải vây để cứu các đơn vị còn đang kẹt lại trong vòng vây. Theo kênh Military Summary đưa tin, từ mọi phía của Avdiivka đều có báo cáo về việc lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được các vị trí mới. Có thể nói rằng thời điểm Avdiivka thất thủ chỉ còn tính bằng giờ chứ không thể tính bằng ngày nữa. Kênh German cũng xác nhận, xét theo việc lữ đoàn xung kích số 3 tăng viện không chịu thi hành mệnh lệnh tiến vào trung tâm Avdiivka, thì dường như có điều gì đó thể hiện rằng quân đội Ukraine sắp buông. Nga được cho là đã điều động một lượng lớn xe tăng, sẵn sàng tung cú đấm quyết định trong ít ngày tới. Hiện tại chỉ có bộ binh tham gia tấn công khu 9, gồm các tòa nhà cao tầng và nhà máy than hóa chất, cũng như phát triển các mũi xung kích dọc theo con đường chính dưới sự yểm trợ đắc lực của không quân. Nga đang nỗ lực tìm mọi cách để đóng gọng kìm để không ai được trốn thoát. Dẫn nguồn tin từ kênh Telegram chuyên về quân sự cho biết, hàng ngũ quân đội Ukraine ở khu vực Avdiivka hoàn toàn bối rối và hoảng loạn. Sáng ngày 16 tháng 2, khi quân Ukraine rút khỏi làng, họ đã bị chính đồng nghiệp của mình bắn hạ. Vụ nổ súng diễn ra trên một bãi đất trống, nơi không thể trốn tránh bom rơi đạn lạc. Cũng trong sáng 16 tháng 2, một số nhóm binh sĩ rời khỏi nhà máy sản xuất than cốc ở Avdiivka sau khi nhà máy này bị lực lượng Nga tấn công gây ra một vụ cháy lớn. Theo một báo cáo từ tiền tuyến cho biết, nhóm binh lính đã đi vào bãi mìn của chính họ và bị nổ tung. Các chỉ huy buộc phải ra lệnh bỏ lại thi thể của những binh sĩ thiệt mạng và những người bị thương, cũng như đốt phá các vị trí trong quá trình rút lui. Các nhà lãnh đạo quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng các binh sĩ không nên chờ đợi sự giúp đỡ và phương tiện sơ tán. Chỉ huy đơn vị Tera thuộc lữ đoàn xung kích số 3, ông Nikola Volokov vừa thông báo rằng Nga đã chuyển lực lượng tinh nhuệ đến Avdiivka và tập trung một số lượng đáng kể bộ binh ở đó. Ông Volokov cho biết, Nga đã triển khai cả quân chính quy tinh nhuệ và các đơn vị tinh nhuệ tổng hợp. Họ đang sử dụng pháo binh khá chính xác. Cả máy bay không người lái tự sát và máy bay không người lái thả bom của Nga đều đang được triển khai. Trong một thông báo khác, lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của Ukraine cho biết, hai lữ đoàn Nga tấn công vào mặt trận Avdiivka đã phải chịu thiệt hại, nhưng tình hình tại khu vực này vẫn rất khó khăn khi Nga tăng viện thêm quân nhân tới đây. Thông báo viết, Avdiivka như là địa ngục,
Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 xác nhận rằng lực lượng này đã được tái triển khai khẩn cấp để tiếp viện cho quân đội Ukraine tại khu vực Avdiivka. Tình hình thị trấn và thời điểm lữ đoàn triển khai là vô cùng nguy cấp. Chỉ huy lữ đoàn 3 Andrei Bilesky nhấn mạnh, các binh sĩ đang phải chiến đấu quyết liệt từ mọi hướng trước các lữ đoàn mới mà Nga đang triển khai. Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine đang sản xuất động cơ máy bay và đạn súng cối. Thông báo nêu rõ, vào buổi sáng, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tổng hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine, tham gia sản xuất và sửa chữa động cơ máy bay, thiết bị vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc, đạn súng cối, cũng như nhằm vào các nhà máy sản xuất nhiên liệu cho khí tài quân sự của quân đội Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công đã hoàn thành, tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy. Quân đội Nga cũng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine gần Kramatorsk ở Cộng hòa Nhân dân Tự xưng Donetsk. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 8 tên lửa của hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và một quả bom thông minh trời đàm của Mỹ, đồng thời phá hủy 95 máy bay không người lái của Ukraine. Lực lượng không quân Nga đang tấn công các mục tiêu trên đất liền Ukraine với cường độ chưa từng có. Ngoài ra, sự áp đảo của Nga bằng những đợt tấn công sử dụng bom thông minh đang khiến Ukraine đối mặt với hàng loạt thách thức. Theo số liệu chính thức của lực lượng vũ trang Ukraine, vừa qua chỉ trong một ngày, các loại máy bay của Nga đã phóng 159 rocket, tên lửa không đối đất, bom không dẫn đường hoặc bom thông minh vào các mục tiêu của Ukraine. Nga cũng trên đà phá kỷ lục một tháng về lượng vũ khí phóng từ trên không xuống mục tiêu Ukraine. Kỷ lục hiện tại được ghi nhận vào tháng 1 với 1.888 vũ khí các loại. Tháng 2 mới qua được nửa tháng, nhưng Nga đã tấn công Ukraine bằng 1.206 vũ khí từ trên không các loại. Theo giới quan sát, đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đang tăng cường tấn công từ trên không trong nỗ lực chiếm ưu thế trên bầu trời và tận dụng Ukraine cạn kiệt vũ khí phòng thủ do viện trợ phương Tây nhỏ giọt. Kyiv Post nhận định Ukraine sẽ gặp khó để ngăn cản xu hướng tấn công này của Nga. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm nhà máy Uranvagonzavod, cơ sở sản xuất xe tăng chính của Nga. Chuyến thăm nói trên trùng với thời điểm bàn giao lô xe tăng T-90M Prorib mới nhất cho quân đội Nga. Được biết, ông Putin đã trực tiếp có mặt tại lễ tiếp nhận. Cụ thể, đi cùng Tổng thống Putin có các ông Denis Manturov, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Vladimir Yakutsev, người đứng đầu chính quyền khu vực Uran, và Alexander Potapov, Tổng giám đốc nhà máy UVZ. Cuộc làm việc của ông Putin tại nhà máy Uranvagonzavod bắt đầu bằng chuyến thăm xưởng truyền động mới. Cơ sở này đang được ca ngợi là một dự án sản xuất độc đáo. Theo truyền thông cho biết, việc khánh thành xưởng mới đã mang lại lợi ích lớn khi giúp chu trình sản xuất được sắp xếp hợp lý hơn và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, nó đã cho phép đa dạng hóa một loạt các sản phẩm công nghệ cao, thậm chí còn dẫn đến giảm giá. Ngoài ra, với nỗ lực và sự tận tâm của các công nhân, nhà máy duy trì hoạt động suốt ngày đêm, không ngừng nâng cao năng lực của dây chuyền lắp ráp. Những nỗ lực của họ được thúc đẩy bởi sự hiểu biết sâu sắc về xe tăng và các yêu cầu của người vận hành. Liên quan đến vấn đề viện trợ cho Ukraine, trong bài phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở North Charleston mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ý kiến cho rằng họ muốn chúng ta cấp thêm cho họ 60 tỷ đô la Mỹ. Hãy làm theo cách này, cho họ vay tiền. Nếu họ có thể kiếm được tiền, họ sẽ trả lại cho chúng ta. Nếu không, họ sẽ không phải trả lại cho chúng ta. Ông so sánh ý tưởng này với thỏa thuận mà ông đưa ra với các vận động viên có tiềm năng nhưng không có tiền ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Ông Trump đặt câu hỏi, tại sao chúng ta phải cung cấp cho họ? Hãy làm như hình thức cho vay. Tôi đã làm điều đó với các vận động viên. Họ không có tiền nhưng rất có nhiều tài năng. Đầu tuần này, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật dành hơn 95 tỷ đô la Mỹ để viện trợ nước ngoài, trong đó hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần sự phê chuẩn của Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát trước khi Tổng thống Joe Biden có thể ký thông qua. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho hay, chúng tôi có nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biết Hamas đã giữ các con tin Israel bên trong bệnh viện Al-Nusra tại thành phố Khan Yunis và nơi đó có thể đang lưu giữ thi thể của các con tin Israel. Do vậy, lực lượng phòng vệ Israel đã thực hiện một chiến dịch mang tính chính xác và hạn chế tại bệnh viện Al-Nusra. Ông Hagari cho biết thêm, trong quá trình thực hiện vụ đột kích, chúng tôi đã cử nhiều bác sĩ và binh lính nói được tiếng Ả Rập tới bệnh viện Al-Nusra để gặp gỡ và trao đổi thông tin với nhân viên y tế và bệnh nhân tại đó. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, đó là lực lượng phòng vệ Israel không làm hại dân thường vô tội. Chúng tôi tìm kiếm các con tin và đưa họ trở về. Phong trào Hamas sau đó đã lên tiếng bác bỏ việc lực lượng này sử dụng bệnh viện Al-Nusra làm nơi giam giữ các con tin Israel.
Theo kênh Al Jazeera, trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết các tay súng Hồi giáo đã bắn hàng chục quả rocket loại Katyusha vào Kiryat Shmona. Được biết, Kiryat Shmona là một thị trấn của Israel gần biên giới Liban. Hezbollah tuyên bố rằng vụ bắn rocket là phản ứng đầu tiên sau khi Israel tấn công thành phố phía nam Nabati và Asawana. Israel cho biết trong cuộc không kích vào Nabati, họ đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của lực lượng Radwan tinh nhuệ thuộc Hezbollah, cấp phó của ông này và một tay súng. Về phía Hezbollah thông báo, ba tay súng đã thiệt mạng, nhưng không xác nhận có một chỉ huy. Các cuộc tấn công của Israel ngày 14 tháng 2 diễn ra chỉ vài giờ sau khi đạn từ Liban giết chết một binh sĩ Israel. Phản ứng trước các cuộc tấn công ở miền nam Liban, Thủ tướng tạm quyền của Liban, ông Najib Mikati đã lên án hành động leo thang. Một tuyên bố phát từ văn phòng của ông có đoạn: "Vào thời điểm mà chúng tôi đang yêu cầu bình tĩnh và kêu gọi tất cả các bên không leo thang, chúng tôi nhận thấy Israel đang mở rộng hành vi gây hấn." Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Yemen vừa qua, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực giải quyết chính trị vấn đề Yemen và duy trì hòa bình ổn định ở Trung Đông. Theo đó, ông Trương Quân đánh giá tiến trình chính trị cho vấn đề Yemen đã đạt được tiến bộ tích cực. Tuy nhiên, tình hình Biển Đỏ gần đây leo thang, đặc biệt là các hành động quân sự của các nước liên quan chống lại Yemen đã làm gia tăng rủi ro an ninh ở Biển Đỏ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình chính trị của nước này. Ông cho biết, Trung Quốc kêu gọi lực lượng vũ trang Houthi ngừng tấn công tàu thương mại và nhấn mạnh Hội đồng Bảo an chưa bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực chống lại Yemen. Không quốc gia nào được giải thích sai hoặc lạm dụng luật pháp quốc tế và nghị quyết của cơ quan này tạo ra căng thẳng mới ở vùng Biển Đỏ. Vào thời điểm quan trọng này, Trung Quốc hy vọng tất cả các bên ở Yemen đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, thể hiện quyết tâm loại bỏ can thiệp và thúc đẩy vững chắc tiến trình chính trị đạt được kết quả cuối cùng, đồng thời ủng hộ thúc đẩy tiến trình này dựa trên nguyên tắc do người dân Yemen lãnh đạo và làm chủ, mong muốn các nước có ảnh hưởng đến tình hình Yemen tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã bay tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa Lithuania và Ba Lan. Ông Putin đã bay gần Estonia, bám sát bờ biển Latvia và Litva trên chuyên cơ được ví như Điện Kremlin trên không. Máy bay sau đó hạ cánh xuống Kaliningrad. Các máy bay chiến đấu đã được triển khai ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo Gotland của Thụy Điển khi ông Putin tiếp cận biển Baltic. Trước khi máy bay của chủ nhân Điện Kremlin hạ cánh xuống Kaliningrad, một máy bay trinh sát của NATO từ lực lượng không quân Hà Lan đã bay vòng trên biển Baltic. Trong chuyến thăm Kaliningrad, ông Putin đã có dịp nói chuyện với các sinh viên tại đại học. Ngoài ra, ông Putin cũng chủ trì một cuộc họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực và gặp gỡ thống đốc Kaliningrad Anton Alikhanov. Giữa bối cảnh mà nguy cơ xung đột giữa Nga và phương Tây ngày càng lớn, động thái của Tổng thống Nga đã khiến các nước trong khu vực không khỏi lo ngại. Vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông Putin có thể tuyên chiến với NATO sau 5 đến 8 năm. Camille Grant, một nhà phân tích của Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại, cho biết ông Putin đã gửi một số thông điệp, bao gồm cả việc nhắc nhở người dân Kaliningrad rằng các bạn là người Nga. Ông cho biết, theo quan điểm của tôi, đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm báo hiệu rằng biển Baltic không phải là biển của NATO sau khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo chuyên gia này, đó cũng là một cách để nhắc nhở phương Tây rằng Nga có tài sản quân sự ở Kaliningrad. Mặc dù Kaliningrad chính thức là một phần lãnh thổ của Nga, nhưng vị trí địa lý của nó lại nằm ở điểm nóng trên lục địa, nằm giữa một số thành viên NATO. Nếu một cuộc chiến tranh với NATO bắt đầu, dù vô tình hay cố ý, thì nó cũng sẽ xảy ra ở đây. Điện Kremlin khẳng định rằng chuyến thăm của ông Putin đến Kaliningrad không phải là một hành động khiêu khích, nhưng giới quan sát vẫn nhận thấy rằng chuyến thăm diễn ra ở thời điểm này chắc hẳn đã được cân nhắc kỹ lưỡng vì cuộc tập trận Brave Defender khổng lồ của NATO, cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều năm với sự tham gia của 90.000 binh sĩ với một đội quân đông đảo là đội quân Anh đang diễn ra trong khu vực. Chuyến thăm cũng gửi một thông điệp rõ ràng trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp diễn ra rằng tôi không ngại đi công du, bất chấp lệnh bắt giữ của các cường quốc phương Tây và tôi sẽ không quên những người nói tiếng Nga ở bất cứ nơi nào mà họ đến. Tuy nhiên, tờ Telegraph dẫn bình luận của tướng Hamish de Britton Graden, cựu sĩ quan chỉ huy trung đoàn xe tăng Hoàng gia số 1 cho rằng có lẽ vai trò quan trọng nhất của chuyến thăm và nhiều hành động khác của ông Putin trong những tuần gần đây là đặt một cái bẫy đối với phương Tây, một cái bẫy mà chúng ta thực sự có nguy cơ rơi vào.
Theo nhà bình luận này, chiến lược tổng thể của ông Putin là gây cho NATO nhiều vấn đề nhằm làm chệch hướng nỗ lực chính của khối trong việc hỗ trợ Ukraine. Các quốc gia châu Âu càng hoảng loạn thì họ càng có xu hướng hướng nội để tự vệ hơn là cung cấp vũ khí quan trọng cho Kiev, từ đó tạo cơ hội cho Putin tái vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Cũng theo lập luận này, nếu phương Tây chuyển vũ khí đạn dược khỏi Ukraine, chính là đang tạo ra nhiều khả năng xảy ra các xung đột khác trong tương lai, có thể là tiếp tục ở Ukraine hoặc bất kỳ thành viên nào khác của NATO. Nước Nga đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tổng thể, toàn bộ nền kinh tế và ngành công nghiệp dành riêng cho nỗ lực chiến tranh. Tướng Hamis de Breton Garden nhận xét, một số nước châu Âu và NATO thậm chí không thể chi 2% GDP cho quốc phòng. Điện Kremlin biết các kho đạn dược ở phương Tây đang trong tình trạng nguy hiểm và hầu hết các chính trị gia dường như không tin rằng tình trạng quân đội của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tái tranh cử của họ trong năm nay. Nhưng thành thật mà nói, nếu chúng ta làm sai điều này thì mọi thứ khác khiến chúng ta khó chịu hôm nay có thể trở nên vô nghĩa vào ngày mai. Theo thời báo Ấn Độ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lên kế hoạch thành lập khối Schengen quân sự nhằm giảm bớt thời gian vận chuyển các khí tài và điều động lực lượng ngay trong nội bộ của liên minh này. Nói một cách dễ hiểu hơn, đây là một mạng lưới hành lang quân sự trên khắp châu Âu nhằm giúp việc triển khai khí tài và binh sĩ giữa các quốc gia NATO diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ý tưởng thành lập khối Schengen quân sự được lấy cảm hứng từ khu vực Schengen ở châu Âu, vốn cho phép sự đi lại không hạn chế giữa các quốc gia thành viên. Nguồn tin nêu rõ, giới lãnh đạo quân sự đã đưa ra ý tưởng về việc thành lập mạng lưới Schengen quân sự từ lâu và các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra. Kết quả của các cuộc thảo luận có thể sẽ được công bố trước hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay. Hãng tin RT cho biết thêm, tháng 11 năm ngoái, Giám đốc Hậu cần khu vực châu Âu của NATO Alexander Sonfrank đã lên tiếng hối thúc các quốc gia thuộc liên minh quân sự này thiết lập những khu vực cho phép binh sĩ và đạn dược di chuyển nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột lớn. Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Times, ông Sonfrank cho rằng các quốc gia thành viên của NATO phải bắt đầu ngay lập tức và nỗ lực giảm bớt hoặc điều chỉnh các thủ tục hành chính. Vị quan chức nhấn mạnh, mọi người có thể bắt đầu, hãy làm ngay và đừng chờ đợi, vì cuối cùng chúng ta sẽ không còn thời gian để lãng phí. Hiện nay NATO phải đối mặt với vô số quy định, ví dụ phải thông báo trước nếu muốn vận chuyển đạn dược hoặc quy định về thời gian cho phép tối đa với các đoàn xe quân sự, các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh. Ông Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO cho rằng đây chính là những hạn chế mà liên minh quân sự lớn nhất thế giới phải đối mặt. Ông khẳng định, chúng ta thừa các quy định, nhưng thứ mà chúng ta không có là thời gian. Giám đốc Hậu cần khu vực châu Âu của NATO Sonfrank lại đưa ra một ví dụ cụ thể hơn. Đó là hiện nay, lính dù ở một số quốc gia NATO bị cấm sử dụng dù của một quốc gia thành viên khác thuộc liên minh, ngay cả khi không có lý do gì cho việc hạn chế đó. Ông nhấn mạnh, nếu không có vấn đề gì liên quan tới an ninh hay kỹ thuật, thì những trở ngại đó không nên tồn tại. Chính vì vậy, việc NATO tính tới việc thành lập mạng lưới hành lang quân sự trên khắp châu Âu được coi là một bước đi chiến lược nhằm bảo đảm việc triển khai và huy động lực lượng của liên minh này diễn ra nhanh chóng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg giải thích, đây là cách để chúng ta di chuyển lực lượng trên khắp châu Âu nhanh hơn, là cách để chúng ta có thể vận chuyển các thiết bị hạng nặng, xe tăng và binh sĩ. Nói cách khác, sáng kiến thành lập khối Schengen quân sự nhằm giải quyết những hạn chế về mặt giao thông, cơ sở hạ tầng và hậu cần vốn đang cản trở tốc độ triển khai các hoạt động quân sự của NATO. Với sự ra đời của khối Schengen quân sự, những hạn chế này sẽ được gỡ bỏ, giúp bảo đảm rằng các lực lượng của NATO sẽ được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả khi cần. Mặc dù vậy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Quốc phòng của lực lượng vũ trang Hà Lan Jan Willem Maas cho rằng, để khối Schengen quân sự chính thức ra đời, NATO vẫn cần nhiều sự chuẩn bị. Bất chấp những động thái gây sức ép của các nước châu Âu, Nga đã nhiều lần lên tiếng khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công NATO. Tuy nhiên, Moscow coi việc NATO ngày càng mở rộng khối về phía biên giới của mình là mối đe dọa địa chính trị nghiêm trọng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng không phải Nga đe dọa châu Âu, mà là châu Âu đang đe dọa Nga. Ngoài ra, Nga cũng nhiều lần cảnh báo NATO trên thực tế đã trở thành một bên tham chiến trong xung đột ở Ukraine, thông qua việc cung cấp vũ khí, huấn luyện và cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Kiev. Nhưng Moscow không đe dọa một xung đột trực diện với NATO. Theo Reuters, phản ứng về đề xuất thiết lập Schengen quân sự, Điện Kremlin đánh giá việc NATO mong muốn thiết lập một liên minh quân sự tương tự trong khu vực Schengen nhằm cho phép các lực lượng vũ trang của liên minh này hoạt động tự do trong khu vực để chống lại Nga, đã làm gia tăng căng thẳng và là nguyên nhân gây lo ngại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu đề xuất này trở thành hiện thực. Các blogger quân sự Nga và một cựu cố vấn của Điện Kremlin vừa tiết lộ thông tin Moscow đã sa thải tư lệnh hạm đội Biển Đen,
một ngày sau khi Ukraine tuyên bố phá hủy một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga. Hiện chưa có thêm sự xác nhận chính thức nào từ các bên liên quan tại Nga. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa lên tiếng bình luận về thông tin Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Viktor Sokolov bị sa thải. Ngoài ra, theo trang web của bộ này, ông Sokolov đảm nhiệm chức Tư lệnh Hạm đội Biển Đen vào tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vào thời điểm đó, việc bổ nhiệm ông Sokolov diễn ra sau hàng loạt diễn biến không có lợi đối với Hạm đội Biển Đen, bao gồm vụ xoáy hạm Moskva bị tên lửa Ukraine đánh chìm. Bất chấp việc thay đổi chỉ huy, các tàu chiến Nga vẫn tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công từ lực lượng Ukraine. Được biết, trong ngày 14 tháng 2, Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Tseza Kunikov của Nga ở ngoài khơi bờ biển Crimea. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Nga về thông tin này. Trong một tuyên bố ngày 16 tháng 2, cơ quan hình sự liên bang ở khu vực Zamolonenets cho biết, ông Alexei Navalny, 47 tuổi, người đang thụ án trong một cơ sở cải huấn với một số tội danh, bao gồm tham ô, đã bị ốm sau khi đi dạo và gần như bất tỉnh ngay lập tức. Các quan chức cho biết, các bác sĩ và xe cứu thương đã được gọi đến ngay lập tức để hồi sức cho ông Navalny. Tuyên bố cũng cho biết, tất cả các biện pháp hồi sức cần thiết đã được thực hiện nhưng không mang lại kết quả khả quan. Các nhân viên y tế đã xác nhận cái chết của người bị kết án. Hiện nguyên nhân cái chết đang được xác định. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng tin RT Nga, ông Navalny có cục máu đông trong cơ thể. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về cái chết của ông Navalny. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chuyển các câu hỏi đến cơ quan cải huấn liên bang, đồng thời nói thêm rằng nguyên nhân về cái chết của chính trị gia đối lập hiện chưa rõ ràng. Ông Navalny là luật sư và cũng là một nhà hoạt động tại Nga. Ông từng bị bắt giữ vài lần vì tổ chức biểu tình chống chính phủ. Năm 2016, ông tuyên bố kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2018, nhưng không được Ủy ban bầu cử Nga chấp thuận do có tiền sự. Vừa qua, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, phá hủy các mục tiêu giả định bằng tên lửa đạn đạo EMAT và Quad. Được biết, hoạt động này là một phần trong quá trình huấn luyện của IRGC. Theo đó, trong cuộc tập trận, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã sử dụng các phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo EMAT và Quad để tấn công mục tiêu mô phỏng căn cứ không quân Palmachim của Israel, nơi chứa các máy bay chiến đấu F-35 lực lượng phòng vệ Israel. Báo cáo từ hãng tin Tasnim cho biết, tên lửa nhiên liệu hỏng EMAT tăng cường đã bắn trúng mục tiêu giả ở khoảng cách khoảng 1.700 km với sai số dưới 4 mét. Được biết trước đó, vào ngày 12 tháng 2, Iran cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo đặt trong container trên chiến hạm đa năng Shahid Davi ở vịnh Oman. Theo đó, Tehran nhấn mạnh, hai tên lửa đạn đạo dòng PT có tầm bắn tới 1.700 km đã đánh trúng mục tiêu trong cuộc thử nghiệm. Động thái của Iran không chỉ khẳng định khả năng phòng thủ cũng như sức mạnh tấn công của quốc gia Hồi giáo này, mà còn là một tín hiệu cứng rắn trước các mối đe dọa tiềm tàng. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich của Đức, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới mới vì tất cả mọi người dân. Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng cơ chế quản trị toàn cầu theo mô hình hiện nay đang làm gia tăng tình trạng chia rẽ. Thế giới đang đối mặt với những thách thức hiện hữu, nhưng cộng đồng quốc tế là bị phân tán và chia rẽ sâu sắc nhất trong 75 năm qua. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nêu bật sự cần thiết phải xây dựng một trật tự thế giới mới, vận hành vì tất cả mọi người dân. Theo Tổng thư ký Guterres, nếu các quốc gia hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình theo hiến chương Liên Hợp Quốc, tất cả người dân trên thế giới đều được sống trong hòa bình và phẩm giá. Tuy nhiên, chính phủ không thực hiện những cam kết này và hàng triệu người dân thường đang phải trả những cái giá khủng khiếp. Số người chạy nạn trên thế giới hiện đã tăng cao kỷ lục. Ông Guterres cho rằng tình hình ở dải Gaza là minh chứng rõ ràng cho thấy sự bế tắc trong quan hệ toàn cầu. Mức độ thương vong và tính chất hủy diệt của cuộc xung đột tại đây thực sự gây choáng váng. Trong khi đó, chiến tranh cũng đang lan rộng ra toàn bộ khu vực và ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Đề cập tới xung đột giữa Nga và Ukraine, nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, cần một nền hòa bình bền vững và công bằng cho cả Ukraine, cho Nga và thế giới. Đó là một nền hòa bình phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Trong đó thiết lập nghĩa vụ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền. Tổng thư ký Guterres đề cập tới chương trình nghị sự mới vì hòa bình, ý tưởng được Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 7 năm 2023, nhằm cập nhật hóa các hệ thống an ninh tập thể trên phạm vi toàn cầu, thông qua điều mà ông gọi là một chủ nghĩa đa phương gắn kết và bao trùm. Ông nhắc lại khuyến nghị cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tái cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh hơn đến vai trò của phát triển bền vững và hành động khí hậu trong ngăn ngừa xung đột.
Chương trình nghị sự mới này sẽ được thảo luận chi tiết tại hội nghị thượng đỉnh tương lai, dự kiến diễn ra tháng 9 tới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đồng thời cảnh báo sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái, tình trạng bạo lực do hận thù tôn giáo và phân biệt chủng tộc trên thế giới. Ông kêu gọi các công ty công nghệ nêu cao trách nhiệm trong việc kiểm soát các nội dung thù hận trên không gian mạng và chấm dứt việc thu lợi nhuận từ những nội dung này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!